Good Girl được giới thiệu là nước hoa thuộc nhóm hương hoa phương Đông, nhưng trên thực tế thì mùi hương không hề quá nằm gắt, điều mà mọi người vẫn thường e ngại khi nhắc đến những dòng nước hoa thuộc nhóm hương này. Ngay từ khi mở đầu, bạn đã được chiêu đãi ngay bằng một lớp hương dày và ngọt của hạnh nhân, cùng mùi hương của hạt cà phê đầy kích thích gọi mời. Tiếp sau đó là sự xuất hiện một cách rất kiêu kỳ của hoa huệ và hoa nhài xăm bắc. Sự kết hợp của hai loại hoa trắng này mang đến một cảm giác nữ tính nhưng không quá ủy mị, vừa đủ sự dịu dàng nhưng thoáng chút lạnh lùng, kiêu sa, khó tả. Cuối cùng, hương thơm ấm áp và quyến rũ của đậu tonka, hạt ca cao sẽ động lại một cách dai dẳng. Mùi hương ngọt ngào quyến rũ trên làn da bạn suốt hàng giờ liền. Good Girl có mùi hương khá nịnh mũi nên sẽ không quá kén người dùng. Tất cả sự hài hòa và tương phản giữa các nốt hương được cân bằng khá tốt. Điểm nhấn ở đây chính là phong cách mà loại nước hoa này mang đến cho phái đẹp. Đó là vừa ẩn chứa một chút gì đó rất mạnh mẽ, cuồng nhiệt, vừa có nét duyên dáng, rất quý phái. Kiểu như một cô gái bước đến đâu là tất cả phải ngẩn ngơ trước sức hút của cô ấy. Good Girl có độ lưu hương khá ổn trên da khoảng 6 đến 8 giờ, nhất là khi dùng trong thời điểm mùa thu đông thì độ lưu hương sẽ càng được cải thiện một cách rõ rệt. Và ngoài ra, Good Girl cũng có độ tỏa mùi khá ổn, khiến cho bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Bởi vì trong phạm vi 2-3m, mọi người hoàn toàn dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của bạn giữa đám đông. Nếu bạn là một cô gái yêu thích phong cách nổi bật, quyến rũ và luôn có niềm đam mê bất tận với những bữa tiệc đêm sôi động thì không nên bỏ qua chai nước hoa này đâu nhé.